Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng Là đường để con hàng dõi bước Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình suy niệm lời Chúa của Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe lời Chúa của ngày hôm nay và phần suy niệm lời Chúa qua hướng dẫn của Linh Mục Du Xe Vũ Ngọc Tuyển. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ còn ai không tin thì sẽ bị kết án đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin nhân danh thầy họ sẽ trừ được quỷ sẽ nói được những tiếng mới lạ họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Xin chào quê ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta bước vào thứ sáu tuần thứ nhất mùa vọng. Tuy nhiên cũng là thứ sáu ngày mùng 3 tháng 12. Vì vậy giáo hội đặc biệt là giáo hội Việt Nam mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê. Thánh Phanxicô Xavier được gọi là bốn mạng của các sứ đạo truyền giáo người Việt Nam của chúng ta thì vẫn nhận chúng ta thuộc vào những sư đạo truyền giáo có nghĩa là chúng ta được đón nhận tin mừng được lời Chúa đến với chúng ta qua sự truyền giảng của các tông đồ và các tông đồ có thể nói là những vị thánh giống như Thánh Phanxicô Xavier mà ngày hôm nay chúng ta rào giảng chúng ta mừng kính trước hết chúng ta phải nhớ và phân biệt thánh Francisco Assisi khác với thánh Francisco Xavier à, chắc chắn chúng ta biết điều đó nhưng mà cũng nhắc lại cho chúng ta không thừa đâu và điều này quan trọng thánh Francisco Assisi là một vị thánh nổi tiếng và chúng ta hay thường gọi là à, thánh Francisco khó khăn thánh Francisco khó khăn thì được mệnh danh là người có công xây dựng lại giáo hội vào thế kỷ thứ 13 và thế kỷ thứ 14. Thánh Francisco Xavier thì là người có nhiệt huyết và có tâm hồn tông đồ. Ước muốn cuối cùng của ngài đó là được rao giảng tin mừng ở một nơi rộng lớn đó là Trung Quốc và ngài trên đường đi tới Trung Quốc thì ngài gặp cơn bạo bệnh và phải ở một cái hòn đảo ở ngoài Trung Quốc chưa có đặt chân vào đất liền thì ngài à, đã được Chúa đưa về. Trong ngày hôm nay giáo hội mời chúng ta nghe lại đoạn tin mừng thánh Marco kể rằng Chúa Giêsu hiện ra trước khi về trời Chúa Giêsu hiện ra với 11 tông đồ giao truyền rằng các anh hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa cho họ và đây là những năng quyền mà thầy ban cho anh em trong tin mừng nói nghe rất là thích à, anh em có có thể làm được những dấu lạ À, rồi anh em nhân danh thầy anh em có thể trừ được quỷ anh em nói được những thứ tiếng mới lạ anh em cầm được rắn độc hay là co, cho dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng không sao và anh em có thể chữa bệnh cho người ta có thể trừ quỷ có thể làm được cho người ta khỏe mạnh và làm cho người ta được khỏe mạnh trong lòng tin những cái ơn tông đồ đó chúng ta thấy đã gắn liền với các tông đồ qua nhiều thế kỷ. Nhưng đến thời của Thánh Francisco Xavier thì dường như chúng ta thấy Ngài đi rao dạng tin mừng không phải vì những cái hồng ân đặc biệt này. Đọc đọc tiểu sự của Thánh Francisco Xavier chúng ta sẽ thấy khá rõ những điều đó. Nếu Thánh Sa Francisco Xavier sinh ra ở thế kỷ thứ 15 nếu Ngài muốn chọn vinh hoa phú quý thì Ngài có cơ hội đạt được và ngài đã đạt được một phần nào đó theo như uh, uh, lịch sử về cuộc đời của ngài nhưng không ngài đã cùng với thánh inacio uh, và năm người bạn khác thành lập ra dòng tên và để cho cái lòng nhiệt huyết của mình đi rao giảng tin mừng cho những người chưa có cơ hội biết Chúa. Và điều mà làm cho thánh uh, Francisco Xavier uh, đi theo cái ơn gọi mang tin mừng đến cho mọi người, đó là ngài được đánh động bởi lời nói uh, và sự khích lệ của thánh Ignatius được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì và ngài đã suy gẫm về điều đó và ngài đã tìm đến chân lý và ngài cùng với thánh Ignatius và năm người bạn khác lập thành dòng tên. Và điều thứ hai mà chúng ta có thể nói, điều mà làm cho ngài đi ra dạng tin mừng, đó là lòng yêu mến các linh hồn. Trước tiên ngài lo cho linh hồn của ngài, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn. Thì được ích gì và ngài đã dấn thân vào công việc giao truyền lời, giao truyền tin mừng của Thiên Chúa và ngài nhớ ngài yêu thương tất cả mọi người ngài được gửi đi Ấn Độ từ người Tây Ban Nha gửi đi Ấn Độ để rao giảng rồi người ta ước tính trong vòng khoảng 10 năm Ngài ở Ấn Độ Ngài đi rao giảng khoảng 100.000 cây số Ngài không dừng lại ở đó Và ước muốn của Ngài, Ngài biết trên vùng đất Trung Quốc Trên vùng đất China Có rất nhiều con người chưa biết Chúa Và ước muốn của Ngài là đến với họ Mang tin mừng cứu độ cho họ có lẽ chúng ta chia sẻ cũng hơi dài rồi thôi thì chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta nhớ rằng chúng ta đang trong tuần thứ nhất của mùa vọng chúng ta cầu xin chúa mau ngự đến và chúng ta nhớ rằng vai trò của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện mà chúng ta phải cộng tác với chúa trong việc mang nước chúa trị đến trên thế giới này và đó là lời cầu nguyện, lời cầu nguyện liên lỉ của chúng ta không chỉ trong mùa vọng mà trong cuộc đời, trong đời sống niềm tin của mỗi người khi tổ hữu chúng ta. Cầu chúc quý ông bà anh chị em có một mùa vọng tràn đầy bình an và luôn luôn sẵn sàng ra đi để mang tin mừng, mang niềm vui và làm cho nước của Thiên Chúa được trị đến và sự hiện diện của Đức Giêsu ở giữa chúng ta. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.